Thành xin chào ông bà cô chú chị và hôm nay Hạnh lại ấp cây quéo xã Thanh Bình tiếp tục làm cây cầu thứ 10. Cây cầu này thì được cô Cảnh Hồng ở Úc tài trợ. Hạnh có mua bắp với đồ ăn, khi mình làm cầu xong nấu một bữa cơm mình đã cho mấy anh em với mấy cô chú ở sớm. Hôm nay thì đội thợ của Hạnh là tiếp tục làm công đoạn là đổ bê tông trụ cầu. Giờ Hạnh mời ông bà cô chú nhận vùng Hạnh là kia đang tiếp tục làm cây cầu thứ 10 nha. Anh mua tới 4 bọc bắp hồi nãy cái anh kia xách giùm 2 bọc rồi. Còn đó nữa kìa. Dạ con chào cô. Rồi chào mấy chú với anh em. Hồi nãy con cũng mua ra nó đang ăn lẩu mắm nữa kìa. Dạ con mát. Đây thử anh em với mấy chú lại cũng đông rồi nè. Rồi bây giờ mình ăn trái bắp đỡ đi gần hồi mình làm. Nam dùng trái bắp thì đang mình làm. Vậy em để đâu đây luôn đi ăn rồi mình là sẵn đây hồi có đói ăn luôn. Vậy em để đây nha. Ngày hôm qua thì mấy anh em với mấy anh em mới sớm nè, mình đóng học dán trụ cầu xong hết rồi nè. Đây, tới 18 cây. Giờ tường đang ngồi dưới sông, ăn bắp ngắm sông luôn kìa. Ngắm gì vậy cô? Sớm tiến hành đổ bê tông trụ cầu. Cái đường này hơi khó đi nên làm hết chắc chậm lại ha. Cho em qua đây cái rồi. Em đóng dữ cho. Dạ tới đi. Để nóng dĩ lên. Con đỏ này mở cái 3 mét nè. Dạ qua ở nó là qua nó. Một anh á. Rồi xong ha. Cái cầu này là không có bóng mát luôn nè. Đâu có cây gì đâu. Ôi ôi ôi, từ thế này. Muốn có muốn chữ nữa chưa? Rồi đổ vào đây trước đi. Là sửa sửa lại kìa. Thì thấy là nó dính lên rồi nè. Cái đầu đừng lấy nữa. Ừ, mình lấy bằng cái bay đi. Nãy em thấy có cái bay đâu, hai ba cây đâu rồi. Nè nè. Rồi đủ rồi đó. Cái bay mình bươi ra. Rồi hai cây này đậy rồi tiếp tục bo bánh trên đây.
đi qua đây rồi. Dạ, rồi bên kia rồi. Kéo kéo lên. Dây điện của mình ngắn quá, hồi sau mình đem cái này tới đẳng ha. Kéo con dây kia hả? Bây giờ thì bà con lại lấy ra lấy ra, giờ càng ngày thấy đông thêm rồi nè. Nhà anh gần đây không? Anh có đi làm hồ không? Tiếp nặng quá rồi. Ôi trời ơi, ai gì? Xỉu luôn rồi. Chết anh em rồi. Lỡ chết luôn á. Rồi đổ nghe không luôn đi anh. Ừ, rồi đổ. Đổ nhẹ nhàng vào đây thôi nha anh. Đổ vào trong đó trước đi ăn ngay. Ủa tính là quên xi măng chứ. Thật lỏng anh. Mấy cái đầu này thôi mình đổ nhẹ nhẹ thôi. Ủa nãy nhớ mình ba cây đai đúng mà. Trong xô á, ba cây. Đổ như xong rồi còn xin ra đổ lên bằng luôn à. Chắc quá cỡ dáng chắc luôn.
Vô đây luôn đi anh, ở đó, ở đó. Cái tê nè. Mưa rồi đó. Mưa đấy. Ôi giời, ông trời này phải cho mình nắng 3 tiếng nữa đi. 20 tiếng nữa. Mưa là mình lấy chén bắt đầu mình đậy. Mưa luôn rồi, bắt đầu trời đổ mưa luôn rồi, nãy giờ hồi sáng thì nắng. Mình đổ này còn tới 2 phần nữa. Ờ, dán này mình chiên qua mình đẩy mấy cái cây rồi kìa. Bây giờ trời được tạnh chút, bây giờ mưa tiếp tục nữa nè. Chắc càng ngày càng lớn rồi. Cái đường mình khó đi á, phải mà đường dễ rộng rãi là mình nhanh rồi. Hồi nãy giờ thì mưa thì anh em cũng dầm mưa làm luôn, bây giờ trời đã tạnh rồi, mình làm lần cho mau rồi. Bắt đầu bầu trời là sáng rồi nè, hết mưa rồi. Đây mình đổ còn có 7 cây nữa là gần nè. Ai cũng làm nhiệt tình hết trơn, mưa cũng làm luôn. Thank you.
Ồ, đẹp luôn rồi đó, vàng ra là vừa rồi đó. Hồi lại nhà anh Tư ăn cơm nghe, anh Tư kêu anh Tư để hồi qua với anh kia rồi về. Dọn rồi. Không lại đi. Đã rồi mà 10 giờ vẫn đã ngồi đó rồi. Dạ thường thường đổ lần buổi 11, 12 là này, tại vì cái đường khó đi nè. Mình đông dân mình cái đường hẹp nè. Dạ cái đường hẹp nên đi khó nên mình làm hơi chậm. Chân của hai là vừa. Hôm nay đông quá rồi. Ủa còn cái tay của Cường đâu rồi? Anh Thắng ơi, đưa cái tay của Cường cho em anh Thắng. Sau lưng anh kẹo đưa cho em làm bên đây cho rồi đi. Nhìn ra ngự khâu khâu nhanh. Bây giờ mình đổ còn có hai cái ga khúc này nữa là xong rồi đó. Từ bên đây nhiệt tình quá, nãy giờ không có nghỉ mệt luôn làm cho rồi á. Sao tới lại nhanh dữ. Không đầy quá. Trời ơi. Đủ không? Còn đây thêm nữa nè. Đủ không? Rồi vậy là thêm nửa khúc nó mới đủ. Còn mà cuối cùng được xô nữa. Rồi đổ nước vô. Anh trai cho em đây đi. Rồi 18 cây chùa cầu đã đổ xong hết trơn rồi nè. Thì mấy em sẽ đi lại đằng nhà của anh Tư đang dùng cơm. Chỗ cầu đó 18 cây đã xong rồi thì Hạnh cũng có làm bữa cơm đặng đã cho anh em ăn đặng nãy giờ tôi cũng đói rồi. Rồi nhân đây thì em cũng rất là cảm ơn mấy anh với mấy chú nhiều ha, chúc ăn ngon miệng luôn. Rồi mừng cao thêm nữa. Dạ. Bên đây thì có lẩu móng nè, rồi măng nấu với giò heo. Thì nói là lụa lạc rồi đó, lụa mà em muốn cũng lụa. Đây nè, anh coi nè, anh đây. Dạ dạ. Được rồi, được rồi, chưa? Còn ai nữa không? Còn mấy anh em thợ. Đông quá mà, thơm thấy ít quá vậy. Dạ, về hết rồi. Còn ai nữa hả? Vậy hả? Đây còn không? Có. Ủa, nãy có còn anh... Còn ai vô hả? Cái anh gì, hai cha con lại tiếp đâu về luôn rồi hả? Thì bị ai chết gì đó. Thì ủa, quýnh đệ. Cô đi, dừng lên bên đây cái. Rượu gì mà chai đẹp quá vậy? Quá wow. Đây vỗ là tôi vỗ cái mày ngủ bữa nay có tấm lòng gì vậy đâu. Hôm nay thì nó nấu móng với cá cá cha ăn gao nè, này gao đồng đủ hết trơn luôn, xù đèo rồi rau má cà hổ qua còn đem măng nấu với giò heo. Rồi mời mấy cô vô dùng luôn với anh với chị nè. Chấm liền hả? Ừ. Bây giờ cái bếp là mình câu sát sát nữa. Còn cái lẩu nữa. Gà nóng quá. Cho mấy cô mấy chị vô ăn. Rồi mấy cô lên đây luôn nè. Ừ.
phụ nữ ta ăn chứ. Mình còn mâm nữa rồi đây. Ê, vô đi, đông người ăn ngon à. Rồi vô luôn nè, ăn vô. Hả? Chị? Rồi. Rồi sao đây không thấy? Rồi lần có hai cái này mày kéo đi. Cái này tôm luộc nước dừa dứa nên nó thơm mùi dứa. Đúng rồi, thơm mùi dừa dứa thiệt. Bữa nay món ngon ngon không he? Vậy mình thêm cái lẩu mắm ở đây nữa cá. Luộc chín này mình nhắc xuống rồi mình lấy cái lẩu mắm ra. Còn ở trong một chảo tôm nữa đang luộc giống nữa. Bây giờ Hạnh cũng mời ông bà cô chú chị bạn cùng dùng bữa với mấy à, với mấy cô với mình em với chú ở đây đó. Đây là tôm luộc nước dừa dứa nè, thơm cái mùi dứa lắm. Vậy mình để bên chính giữa đi. Dạ, đó bên giữa bên kia, giữa bên đó. Đó để ngay giữa đi anh, để ngay giữa đó đó. Dạ. Hai ba vô ra. Hai ba vô anh em tiếp bằng sau nè, hai ba vô coi nè. Hai ba vô. Đây là chị Tư chủ nhà rất là nhiệt tình luôn, hai vợ chồng rồi chỉ nấu cơm rồi nữa nè, tiếp. Dạ. Chính là mình đi múc lẩu mắm mình đem ra được rồi. Ở chẳng có cái lẩu chẳng nói gì, nói vô lon lon rồi. Có cái chảo em để ngoài sẵn đó chị. Chị à, vô vô dùng cơm luôn chị. 18 cây trụ cầu ở ấp cây quéo xã Thanh Bình đã đổ bê tông xong. Khoảng 3 tuần nữa thì Hạnh sẽ quay lại cắm trụ cầu xuống lòng sông. Cây cầu này được cô Cảnh Hồng ở Úc tài trợ. Nhân đây thì Hạnh cũng rất là cảm ơn cô rất nhiều. Hạnh xin chúc cho cô có thật nhiều sức khỏe. Giờ Hạnh cũng xin phép ông bà cô chú các bạn hành về, hẹn gặp lại sau. Xin chào.